theo túi rác. Giờ người ta vô ý thức thật anh em ạ. Còn vứt cả rác cái lẽ này. Cho hết kim tiền vào cái túi em mang ra ngoài cái đốt anh em nhá. Hả? Cái đéo gì? Tại con người ơi. Điền thế. Tại mày cũng bể. Không nổi. Hàng360.vn web bán hàng liên quân đột kích uy tín giá rẻ. Anh ơi, xin báo trở lại với channel báo cáo nha. Anh em ạ, ngày hôm nay là mình cũng đi khai quật đồ ăn nhưng mà không kiếm được cái gì đút vào mồm cả. Anh em ơi, nhưng mà mình ra tới cái gốc cốc cây này. Đúng, mình đi qua đây một đoạn. Mình phát hiện ra ngoài đây rất nhiều vật thể lạ anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem nhá. Hơi ghê chút nhưng mà không sao. Hôm nay là cầm cả cái rìu đi săn bắt này. Đi sang cái này khá xa nhà mình anh em ạ. Nhưng mà vẫn chưa kiếm được cái gì để ăn. Tự nhiên đi đến đây thì gặp mấy này sợ quá anh em ạ. Nên quyết định mình sẽ sâu cho anh em xem nhá. Ghê quá rồi. Con đường này ở ngay cái gốc cây luôn. Thì cái gốc cây này trước này là mình bắt được một tổ chim ở trên đây anh em nhá. Anh em nhìn chưa? Cây rất là to, cây lâu đời. Hôm nay là mình sẽ cho anh em xem là mình khai quật những cái gì anh em nhá. Đi đây. Cho mình xem. Cẩn thận nhá. Đi đây, cho xem này. Đây anh em ơi. Đây anh em ơi. Nói bé cho kìa mọi người. Đúng. Ngay nội tuổi. Cháu thì lại mấy thằng đêm ra chích hút. Đây là kim tiêm anh em nhá. Mình không biết là để làm gì. Ui ôi, chắn đích này. Nó bắn này. Mình phải dọn nữa này. Ví dụ mà đây là chỗ người ta hay nghỉ. Ví dụ mà đây chắc là tối hôm qua thôi. Đúng không? Kinh quá anh. Ừ. Nếu mà Con người. Chỗ này thì là tối hôm qua anh em nhá. Mình nghĩ như vậy tại vì vẫn còn vết máu kinh này. Vết máu tươi đây. Nhưng mà dù mà ai mà đi tới đây mà nghỉ ngơi thì người ta dẫn vào thì sẽ rất là nguy hiểm anh em ạ. Tiện là không có dễ ăn. Nhưng mà mình sẽ làm cái việc ý nghĩa đó chính là dọn rác ở cái khu gốc cây này anh em nhé. Đó. Đây. Phát hiện ra ông kim tiêm anh ạ. Nhiều lắm. Đấy người dân nó đi qua anh em ạ. Đây. Đây có ba cái. Đi đứng đây thôi mẹ. Mày khéo mày dẫm vào thằng đầy kim tiêm nhá. Tao sợ lắm rồi. Sợ nhá. Cẩn thận đấy. Đây còn mấy cái nữa này. Ghê chưa? Cái bọn này vô ý thức nhỉ. Đây là chắc là mấy anh thanh niên chắc là ra chơi này. Trông kinh không? Cẩn thận nhá, cái này rất là lưu ý, cẩn thận. Không là một phát là đi luôn đấy. Hôm nay là vô tình thôi. Ghê thật. Gần chục cái nha bạn, đây vẫn vết máu này, nhìn chưa? Đúng máu rồi. Tươi này. Đấy. Ui. Đây chắc là ra chích hút gì thôi. Đây là phải đề phòng một tí nhá. Mình đã gọn một chỗ nhá, chắc là mình đã tiêu hủy chỗ này. Cẩn thận nhá. Rồi. Chỗ này ta phát hiện còn vài cái nữa này. Chỗ này nắm thế. Hả? Chỗ này nó vất bừa bãi này. Này. Cái này mà không may mà nó bị vỡ rồi phát nó dẫm vào đầy mánh sánh luôn. Què chân đấy đi ạ. Toàn vất. Chỗ phải dọn nhá. Ừ. Phải dọn quanh gốc cây luôn. Đây phát hiện vài cái này. Ui dồi ôi. Cái này mà không may dẫm vào để xác định luôn. Sida luôn đấy. Đúng không? Kinh vãi. Đây còn hai cái nữa đi đây. Dọn hết này đi. Còn mấy cái tiếp xanh đây. Đây đi đây. Đâu? Đây. Còn hai cái nữa thôi. Ghê vãi. Úi giời. Đó. Ghê đi. Nó lại ra đây cẩn thận tí nhá. Hôm nay mình dọn này vì chỗ này là cái gốc cây rất là to từ rất lâu đời rồi. Đúng không? Cây mấy trăm năm ấy nhỉ? Ừ. Thôi đi thằng kia xem quán thôi. Đi đâu? Đằng sau kìa. Trên đây có cái túi đeo gì này? Ừ. Nhìn đâu? Có. Cẩn thận. Theo túi rác. Ừ. Giờ người ta vô ý thức thật anh em ạ. Còn vứt cả rác cái lẽ này. Giấu hình tay anh Tinh. Rác cái này nữa, mình tay anh Tinh. Bắn quá quyết định là tí phải dọn thôi. Ném ngay gốc cây luôn. Đúng đi. Chốc tiêu hủy hết rồi nhá. Hết luôn. Kêu cho người ta đốt rác rồi. Đốt rác ấy, hay mang ra đốt đi. Đi. Cho hết kim tiền vào cái túi em mang ra ngoài cái đốt anh em nhá. Bây giờ người ta còn nhét cả rác vào ở trên cái thân cây nữa. Đây mình quyết định ở kia có đống lửa to kia thì mình sẽ mang ra ngoài đốt, đúng không? Cho vào nhá. Hả? Cái đéo gì? Giật cả mình. Cái gì? Làm sao? Cái gì? Tiền. Tiền. Nó bé mộ. Con người đi qua. Con bé mộ này. Con người đi qua rồi. Con người. Xấu. Chú đâu chú? Mày làm gì? Tao chơi ra gốc cây ngồi chơi. Gốc cây ngồi chơi kìa. Tối nay mắt.
bắt con gì? Ông cháu không bắt con gì, cầm dìu chơi mà. Bác, bao tuổi? Tao á, bác. Tao mới gần 70. Cái cây này có lâu chưa bác? Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Đó ra cho khai quật tí. Xịt luôn. Nhiều tiền lắm, nhiều xem nào, xem nào. Mất mấy kim kiếm ra, mất thiếu thằng nào, nào xem nào, xem nào, xem nào, xem nào. Về, về luôn nội, về luôn nội. Về luôn, về. Sao, giấu, giấu, giấu đi. Nhiều tiền bay. Ui, tao thằng rác cơ, tao đúng tao cầm ngoài trên đấy, tao không nhìn thấy. Tao thằng rác. Của bọn nào để đây nhỉ? Tao biết xem này, nhìn. Vớ, vớ, vớ. Đang cục tiền này, nhiều chưa? Ui, ui điên. Hả? Vớ, vớ, vớ. Về, về. Có mấy đồng, tôi bớt mấy đồng 200 nhé. Không biết thằng nào ta giấu tiền đấy. Giấu tiền ngay gốc cây toàn luôn. Mày quá, mày quá, hiền quá. Vớ, 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 vớ. Về, về, về. Nhiều lắm. Có người, có người, có người. Có người, có người. Chú. Chú. Về luôn, về luôn, về luôn. Về luôn. Sợ chưa? Ừ, mày là mua xe à? Mua xe à? Ừ, có. Đấy. Có. Nhiều lắm đi ạ. Cục luôn này. Thôi gì vất, giấu giấu rồi thôi. Nguyên trong túi rồi nhá. Nó trèo gốc cây rồi. Nhìn chưa? Này. Sợ chưa? Tiền này tiêu ra đéo được hết. Giấu vậy. Cẩn thận người quá. Về luôn nội, chuồn. Ôi, còn mấy ông kia đi. Được, cãi. Có tiền quý không? Thôi cãi, về. Chạy trong đống luôn. Ngay trong đây luôn. Ghê không? Ngay trong góc này. Tầm ngoài tầng rác mà. Dấu vào đúng mày cứ lôi ra làm gì? Bài dấu toàn, bài. Về nhanh nhau ơi. Đứng nền gì nữa. Đứng lên nhá. Về. Kim tiệm. Cãi vất đi. Đây rồi. Về. Nhanh, có người già vỡ mồm. Tại tao với. Nhưng mà tao tí tao phải để tiền lại nữa. Mẹ, rồi mẹ mất tuổi. Để này đeo an toàn, cho túi cho để đâu. Nhiều tiền lắm. Khéo người nhìn thấy đấy. Thôi đây nhá. Anh nhiều tiền lắm đi. Vừa ra có xem kỹ không? Có. Đầy rồi, thôi đừng khoe, thôi không khoe nữa. Về thôi. Miệng xót đầy, mẹ xem có rơi không? Xem có rơi không nhá. Ừ, xem rơi không? Xem còn túi nào nữa không? Ừ. Tôi vẫn còn. Thế mà còn không? Còn đúng không? Chắc phải hết mẹ. Thế thôi, cãi. Tại có người ơi. Điền thế. Tại mày ấy. Không nổi. Lẹt. Đây tao cầm mày ơi. Mày cầm. Ui số này hình vãi. Thôi phải về luôn thôi. Bắt. Dòng to rồi ôi. Dòng to hắn. Béo rồi. Cái gì? Lấy không? Không, ở đâu? Nó vô lý. Nhặt được gốc cây thật thà. Ai để ra tiền để như thế? Đấy nhặt được. Mà nhặt được. Đống tiền luôn. Nhưng mà mẹ không tin, không ai sẽ bắt tiền như thế. Đọc tiền to. Đọc tiền to cũng xem nhiều lắm, tiền thật chứ không phải tiền giả. Tự nhiên vỡ cái túi đỏ cái gốc cây vô. Thế mà xem toàn tiền thôi. Quên gì đấy tiền luôn này. Quên rồi. Đấy. Không, người ta nhét vào cái ấy cơ mẹ. Nhét vào gốc cây. Đống tiền luôn. Quên chứ không ai sẽ bắt tiền thế. Châu số nhiều lắm nhỉ. Xem của ai đi bán cho người ta xin đi thôi chứ không một là người ta trộm có được còn nó giấu vào đấy. Thôi mình nhặt được của rơi đành thờ đúng túi không được mang đi giá người ta hoặc là mang ra xã mới để cho người ta thông báo thế phí của ai ta ra người ta xin phí mày không lấy đúng tiền này tao lấy hả không ấy đi không
Không lấy được. Không. Mang xe. Thôi, nhiều tiền lắm. Xe mang qua đi mà giá. Thôi cứ để thấy ai ta mất người giá.